khoảng 365 ngày thì cả 365 ngày em đều ở đây. Rồi. Cả Hà Nội, bạn bè em đến Hà Nội thì em sẽ giới thiệu bánh mì dân tổ. Bánh mì dân tổ và phở gánh Hàng Chiếu từ lâu đã trở thành những quán ăn quen thuộc của những tín đồ ẩm thực đêm Hà Nội. Đặc biệt là với nhiều bạn trẻ, những địa điểm này có thể là nơi ăn đêm hay là nơi tụ tập, trò chuyện trong những hành trình phượt đêm Hà Nội của họ. Điều đặc biệt của hai quán ăn này là mở bán từ rất sớm, khoảng 2 đến 3 giờ sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người đều đang ngủ ngon giấc. Tuy vậy, lượng khách tới quán lại rất là đông, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các cặp đôi, các nhóm bạn tụ tập ngồi nói chuyện rôm rả cả một góc phố. Các bạn ăn lần đầu hay là lần ăn lâu rồi? Em lần đầu. Lần đầu. Thấy thế nào, ngon không? Ăn được không? Kênh anh là gì? Kênh mình làm ẩm thực đường phố. Dạ. Ẩm thực đường phố. Đến số mấy rồi chị? Đấy, số mấy? Ba. Bây giờ là 3 giờ sáng và như các bạn thấy, mọi người ngồi chờ bánh ở đây rất là đông. Lại thêm một mẻ bánh mới được đem ra. Bánh được làm sẵn ở bên trong nhà rồi mới đem ra ngoài này các bạn ạ. Bây giờ thì chị chủ chị ấy sẽ dựa vào cái số thứ tự đã lấy từ trước và sẽ phát bánh cho mọi người. Điều này làm tôi liên tưởng tới cái chế độ bao cấp thời xưa thường xuất hiện trong những cái bộ phim Việt Nam cũ. Số 7. Như vậy sau một lúc chờ đợi thì bây giờ tôi đã nhận được chiếc bánh mì dân tổ rất nổi tiếng và tôi sẽ tìm một cái vị trí nào đó để ăn chiếc bánh mì của mình các bạn nhé. Hiện nay, đối mặt với dịch bệnh Covid, lượng khách hàng giảm đáng kể. Những quán ăn này đã làm gì để thích nghi với điều này? Bánh mì dân tổ và phở gánh Hàng Chiếu hiện nay ra sao? Mời các bạn sẽ cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bây giờ là bán sớm, là bố mẹ mình là bán vào đầu giờ. Đầu giờ là đến tầm 12 giờ là mình ra. À, thế là bây giờ không bán 3 giờ sáng nữa mà bán từ mấy giờ anh? Bán muộn hơn, à bán sớm hơn. Từ mấy giờ? Đến từ 8 giờ đến 7 giờ tối, đến 6 giờ sáng. À, bây giờ bán từ tối đến tận sáng luôn. Thời gian ra tại vì các bạn thanh niên bây giờ cũng ít chơi đêm. Giờ này cho bán thì các bạn có thể chờ. Tức là ông bà chỉ bán tối đúng không? Em cứ quay buổi tối là vẫn tập không? Vâng. Buổi tối bắt đầu vào thời gian rồi. Bây giờ thì tới lúc thanh niên nhiều. Bây giờ quay vào cuối tuần. Vâng. Đợt này đang dịch chứ mình hạn chế. Anh ơi, cái này nhân này nó gồm những cái gì đấy? Em trứng nhìn chả, pate, xúc xích, lạp sườn, bò khô, hành tây. Như ngày xưa là mình không có lòn nướng đúng không? Bây giờ là mới làm thêm lòn nướng. Đúng rồi. Với cả thời tiết lạnh này thì ngày xưa là có lò nướng nhưng mà nó là lò nướng than. Ừ. Mình không câu điện được tại vì mình ngồi trên kia. À, ngoài kia nhé. Tập cho hai bánh
cho hai bạn cuối cùng nha. Đây là cái phần bên trong của một chiếc bánh mì dân tổ. Cái trước thì khi mà mình có đến đây ăn một lần rồi ấy, thì mình được biết là nếu như đến đây ăn thì chúng ta sẽ phải xếp hàng từ rất là sớm. Và bánh mì dân tổ thì mở bán từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, mình quay lại một lần nữa, thì bánh mì dân tổ hiện tại thì đã bán từ tối rồi. Là từ khoảng tầm 7-8 giờ tối hôm trước đến tận 6 giờ sáng hôm sau. Khoảng 365 ngày thì cả 365 ngày em đều ở đây. Rồi. Ừ, thế thì em khách quen ở đây rồi thì anh bảo nhá. Thế thì em thấy bánh mì ở đây như thế nào? Em thấy ngon ạ. Ngon à? Vâng. Ngon nhưng ngon mà... như nào đúng không anh? Ừ đúng rồi. Tại vì cái hương vị bánh mì dân tổ ở đây thì nó không có ở bất cứ bánh mì nào ở trên hạ trên đất Hà Nội này. Lần đầu tiên em ăn bánh mì dân tổ ở đây là khoảng tầm 3 năm trước. Là lúc đấy cửa hàng này chỉ bán lúc 3 giờ sáng và bọn em phải xếp hàng từ 12 giờ đêm. Thì lúc đấy em cảm thấy là nó cũng như bây giờ. Em không nhớ nổi vị lúc mà em quay trở lại Hà Nội thì em ăn thử lại mà nó mở từ 8 giờ tối ấy. Thì em cảm thấy vẫn là hương vị cũ ấy. Ngày xưa em sống ở trong Sài Gòn thì có một thời điểm em rất là thèm ăn bánh mì dân tổ nhưng mà không có. Nhưng mà em đã học trên mạng cái trên YouTube ấy ạ, cái cách làm bánh mì dân tổ mà em làm nó cũng không ngon như thế. Nó cũng đúng cái phong cách bụi đường phố của em nữa ấy. Em sẽ không thích một cái bánh mì dân tổ mở ở một cái cửa hàng luxury. Em chỉ thích bánh mì dân tổ ở đây. Thế còn bạn thấy bánh mì dân tổ ở đây như thế nào? Thực ra thì mình là thích lắm. Không, mình bạn cứ nói thật với cả cái lòng của bạn. Mới ăn ở đây tầm 3 bữa ấy thì nó thực sự là nó phụ thuộc vào nhu cầu ăn của mình. Đấy. Nếu là cảm thấy hôm nào đói thì cảm thấy ăn cực kỳ rất ngon. Đấy, nhưng mà những hôm kiểu ví dụ như bây giờ chẳng ngon gì cả. Thì ví dụ nhưng mà không ngon. Mình ăn được nửa đâu. Đây nó chỉ kiểu đáp ứng nhu cầu đói hoặc là không đói. Thì cộng là kiểu mở và thời gian lúc mà được nghỉ được cho những người làm cái đêm ấy, thì họ luôn có thể ra đây ăn uống thoải mái và có thể các bạn trẻ tụ tập với nhau chẳng hạn. Đấy, rất là hay. Cả Hà Nội bạn bè đến Hà Nội thì em sẽ giới thiệu bánh mì dân tổ. Gì nữa? Mỗi thế. Thế thôi à? Em chả biết, em nghĩa là đi ăn suốt ngày nhưng mà em chẳng có một quán nào là quán ruột thì anh. Bánh mì dân tổ thì em hay dẫn bạn bè em ra đây. Rất nhiều đời bạn bè và hay bạn bè nhiều lắm. Rất nhiều đời bạn bè. Rồi anh cảm ơn hai em nhé. Cảm ơn anh. Xin chào các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt tại ngã tư Hàng Chiếu. Ở nơi đây thì có quán phở gánh rất là nổi tiếng. Và như các bạn thấy thì lượng khách hiện tại rất là ít so với trước đây khi mà tôi lần đầu đã từng tới đây ăn. Hôm nay nó bị đuổi. Cô ấy bây giờ là mình bán từ mấy giờ đấy à? Bây giờ cô bán từ 12 giờ ấy. Tức là cô bán đến mấy giờ sáng? Bán đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng, 12 rưỡi đến 6 giờ sáng à? 1 rưỡi. 1 rưỡi. 1 rưỡi. Bát này của cháu giá bao tiền cô? Của cháu cả quầy tất cả là 50.000. 50.000 à? Vâng. Và đây thì mình đang có gọi một bát sốt vang và cả quầy, cả nước. Thì giá sẽ là 50.000. Trong cái bát phở vào lúc 3 giờ sáng thì rất là nhiều hành. Để xe đấy luôn đi em. Cực kỳ nhiều hành luôn các bạn ạ. Chưa cần biết là ăn có ngon hay không nhưng mà nhìn bát phở như thế này là chúng ta đã muốn ăn rồi.
suốt không hay. Đây nha, mình sẽ cho vào đây một ít ớt này.